Đây là cửa hàng gạo Phượng Bích 2 ở khu dân cư 586, địa chỉ là G3 29, ngay góc của đường 54 và đường số 7. Quá nhiều gạo luôn, quá nhiều loại luôn. Rất là nhiều loại luôn. Ở trong thành phố thì mình chỉ thấy được vài loại thôi. Ở đây là một cái diện tích rồi, cái mặt bằng trưng bày rất là lớn nên họ trưng bày được rất là nhiều loại gạo. Rất là nhiều loại luôn. Ở đó giờ mình chưa thấy cái cửa hàng nào mà nó có nhiều quá trời nhiều loại như vậy. Đây, địa chỉ đây.